có sở hữu ngay. Thì sở thương mại nó gây ra biến chứng thì thương mại cáp là cái biến chứng thường gặp nhất của sở thương mại, trong đó 95% thương mại cáp là do sỏi. Thì đối với sỏi thương mại không triệu chứng thì một đến 2% sỏi thương mại nó sẽ gây ra cái triệu chứng cơn đau lòng mật mỗi năm, và trong cái 1-2% đó thì có 0.1% sẽ có biến chứng viêm thương mật cấp. Do đó là sao sỏi thương mật không triệu chứng, cái tỷ lệ mà nó dẫn đến viêm thương mật cấp nó rất là thấp. Nhưng mà một khi nó đã có triệu chứng đã có triệu chứng cơn đau lòng mật rồi thì cái khả năng cái tỷ lệ bị biến chứng viêm thương mật cấp nó không còn là 0.1% nữa, mà nó sẽ còn cao, rất là cao, có thể từ 10-30%. Thì cái đó nó sẽ quyết định tới cái thái độ điều trị của mình. Khi bệnh nhân có sở thương mật có triệu chứng hay là không có triệu chứng thì cái thái độ can thiệp của mình, điều trị của mình nó sẽ khác nhau. Thì đây là cái hình tổng sách giáo khoa của em. Nha, viêm thương mật sẽ ra theo trình tự 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, khi mà sở thương mật nó kẹt cổ thương mật nó cố gắng co bớt để nó đẩy dịch mật vào trong ống mật chủ, thì lúc này bệnh nhân sẽ có biểu hiện của cơn đau mật mạch do cái sự co thắt của túi mật gây ra, nhưng mà lúc này chưa có hiện tượng viêm. Thì do đó cái giai đoạn 1 này có thể nói là giai đoạn chưa có viêm túi mật cấp mà chỉ là cơn đau mật mạch mà thôi. Bắt đầu qua giai đoạn 2 thì nếu cái giai đoạn này, nếu mà sau một thời gian mình điều trị giảm co thắt, giảm đau, bệnh nhân nằm nghỉ thì viên sỏi nó rơi lẹo lại vào trong lòng túi mật, ống thương mật được thông thoáng thì quá trình nó sẽ thối lui và bệnh nhân sẽ tự ổn định. Nhưng mà nếu viêm sỏi nó tiếp tục gây tắc nghẽn thì nó làm cho thương mật nó phù nề lên, xuất tiết, mấy em thấy nó xuất tiết nè, nó làm cho phù nề thương mật. Và nếu quá trình tắc nghẽn tiếp tục tiến triển thì bắt đầu vi trùng nó sẽ sinh sôi nảy nở ở trong cái túi mật, làm cho tiến triển từ một cái viêm túi mật thể phù nề sang một cái thể viêm túi mật lung phủ hoặc là hoại tử. Khi mà viêm túi mật hoại tử nó xuyên thành, tức là ban đầu nó sẽ hoại tử cái lớp niêm mạc trước, rồi sau đó từ từ nó xuyên thành, nó sẽ gây ra thủng túi mật. Thì thủng túi mật sẽ làm cho dịch mật tràn vào trong mang bụng, nó gây ra viêm túi mật mật. Thì đây là một cái biến chứng nặng của viêm túi mật cấp. Bất lợi bệnh học. Thì cái này mấy em học sơ qua cho biết thôi, không có quan trọng lắm. Để mình biết cái diễn tiến của nó. Viêm túi mật thể phù nề có thể chỉ xảy ra trong vòng 2 từ 2 đến 4 ngày sau cái cơn đau mật mật. Thì trên bệnh học sẽ có cái thập túi mật phù nề, phù nề động mạch kẽ và các cái mao mạch nó dạng. Viêm túi mật hoại tử tức là một cái giai đoạn đi sau giai đoạn phù nề, nó diễn tiến trong vòng 3 đến 5 ngày sau khi xuất hiện cơn đau mật mật. Nó sẽ xuất hiện những cái điểm hoại tử trên niêm mạc của túi mật, và khi mình xem ở vi thể thì nó sẽ có thể nó có các cái huyết khối trong mạch máu. Muộn hơn nữa là giai đoạn cái túi mật ngủ, khi đó trong túi mật nó sẽ có vi trùng, có bạch cầu, có tế bào chết, thường xảy ra 7 đến 10 ngày. Và lúc này bắt đầu thành túi mật nó có hiện tượng tăng sinh mô sợi và có hiện tượng co rút. Viêm túi mật mạng tức là những cái đợt mà viêm túi mật cấp nhẹ tái đi tái lại thì nó sẽ diễn tiến thành viêm túi mật mạng. Biểu hiện trên bệnh học đó là cái niêm mạc nó teo và thành túi mật nó chứa nhiều mô sơ. Thủng túi mật, viêm túi mật mạc nó rồi áp xe quanh túi mật, đó là cái tình trạng túi mật bị thủng. Sau đó thì tái rè, đại tràng ngang, mạch nối đến nó bám xung quanh để nó khu trú và tổn thương cũng giống như là áp xe ruột thừa, để nó khu trú lại, không cho một cái tình trạng mà viêm túi mật còn thể do mạch thì mình sẽ có áp xe quanh túi mật. Rò mạch thì cũng nói rồi. Biểu hiện lâm sàng của túi mật cấp là bệnh nhân có cái cơn đau mật mạch tiến triển nặng dần. Hồi nãy mình nói rồi, cái cơn đau mật mạch bình thường nó sẽ tự ổn định trong vòng vài phút cho đến vài giờ. Nếu mà cái cơn đau mật mạch đó nó sẽ có diễn tiến kéo dài trên 5 tiếng thì bắt đầu
nó bắt đầu có chuyển sang cái tình trạng viêm mật cấp. Các triệu chứng kèm theo dù ngoài cái cơn đau đó, bệnh nhân có thể có biểu hiện chán ăn, buồn nôn, nôn sốt hoặc là rét run. Và khi mình hỏi kỹ bệnh sử thì có đến 6-7% bệnh nhân đã có từng có những cái cơn đau hoàn toàn trong quá khứ. Rồi khám thì ấn đau là sừng phải, làm dấu bụng phi. Bụng phi, có học chưa? Học chưa lắm rồi đúng không? Không nói nữa em. Thì cái dấu bụng phi này theo Tokyo Guidelines 2013 của Nhật Bản, độ nhạy 50-65% và đặc hiệu 79-96%. Điều này nói lên điều gì? Dấu bụng phi có độ nhạy không cao, nhưng mà khi đã có dấu bụng phi rồi thì cái giá trị dấu đó tương đối cao. Rồi xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm để phản ánh tình trạng viêm. Tình trạng viêm tức là bệnh nhân khi mình xét nghiệm công thức máu có bạch cầu tăng chủ yếu là bạch cầu đa nhân trung tính, công thức bạch cầu chuyển trái thì đó là lượng lòng đi. Rồi CRV tức là một cái mặt cơ trong giai đoạn viêm cấp thì nó tăng hơn, đây là cái giá trị bình thường thì nó tăng hơn giá trị bình thường. À, những cái xét nghiệm phụ, cái này phụ thôi, chỉ có giá trị tham khảo và không có giá trị chẩn đoán, đó là bilirubin có thể tăng, nhưng mà thường cái giá trị tăng bilirubin không cao lắm, thường là nó tăng dưới 5mg trên decilit, xảy ra trong khoảng 50% trường hợp mà thôi. Thì tại sao bilirubin tăng? Thì người ta có thể đưa ra một vài cái lý do tăng bilirubin trong. Rõ ràng là phẫu thuật nó đâu có gây tắc mạch và tăng bilirubin, đúng không? Mấy em theo lập luận, nhưng mà có thể nó tăng. Đó là gì? Khi mà ống túi mật bị tắc nghẽn thì cái dịch mật ở trong túi mật nó sẽ ngấm ngược vào trong máu, đó là một cái lý luận thứ nhất. Cái lý luận thứ hai là khi mà túi mật bị viêm thì những cái hạch ở vùng cổ túi mật nó có phản ứng viêm, nó phản ứng viêm cái do cái hạch và nó dẫn lưu bạch huyết của cái vùng túi mật, thì khi cái hạch nó viêm, nó sưng, nó phù nề thì nó sẽ chèn ép vô các chỗ làm cho tắc mật tương đối. Thì thường những trường hợp tắc mật tương đối như vậy nó không phải tác động hoàn toàn, cái đó bilirubin nó thường tăng và tăng nhẹ thôi chứ không có tăng cao lắm. Và cái giá trị khi tăng chỉ gặp trong khoảng 50% trường hợp thôi chứ không phải trường hợp nào cũng tăng. Men gan cũng có thể có tăng nhẹ nhưng mà thường là không có tăng quá 5 lần, thường thì chỉ gặp trong khoảng 1/4 trường hợp. Thì cái số liệu này tôi lấy trong Harrison 2018. Chẩn đoán hình ảnh học thì cũng giống như phẫu thuật mặt, mình sẽ có một số cái công cụ, ví dụ như là siêu âm bụng, CT, MRI bụng là chụp nhấp nháy ra rồi các bạn sẽ thấy cái này mình đã phân tích rồi. Thì các tôi sẽ chỉ cho các em cái hình ảnh siêu âm bụng của viêm túi mật cấp làm sao, hình ảnh CT của viêm túi mật cấp làm sao. Còn cái chụp nhấp nháy đầu này đó là một cái phương tiện khác mà hiện tại người ta vẫn còn sử dụng và nó cũng có một số cái giá trị nhất định. Bây giờ tranh thủ nhanh nha. Thì đây là cái hình ảnh viêm túi mật cấp. Thì mấy em cứ nhớ lại cái hình ảnh phẫu thuật mật hồi nãy tôi có chiếu cho mấy em, thì cái hình ảnh đó là gì? Cái thành túi mật nó mỏng, nhớ không? Cái hình ảnh đấy, thành túi mật nó mỏng. Trong trường hợp này mấy em sẽ thấy cái thành túi mật nó dày nè, phải không? Cái thành nó dày và nó có một cái lớp epo sắt màu đen, nằm đây là do cái dịch nó phù nề. Mấy em sẽ thấy cái màu này nó sẽ giống với cái màu này, tức là đó là dịch, tức là thành túi mật nó phù nề chứa dịch. Thì cái thành túi mật này dày khi nào đạt đủ tiêu chuẩn của viêm túi mật cấp thì thành dày trên 4mm, tức là từ 5mm trở lên theo tiêu chuẩn của Tokyo Guidelines đó. Thì dấu hiệu của túi mật cấp trên siêu âm gồm có, thứ nhất là thành túi mật dày trên 4mm, có dịch quanh túi mật và bệnh nhân đau khi ấn đầu nhọn vào túi mật, đó là dấu một phi siêu âm, nó sẽ khác với dấu một phi kinh điển. Dấu một kinh điển là sờ vào vị trí túi mật đảo cho nhân thức thở đều, khi mà bệnh nhân thức sâu thì cái cơ hoành nó đẩy xuống làm cho túi mật nó chạm vào vai mình, bệnh nhân đau và bệnh nhân ngưng thở, thì dấu hiệu ngưng thở đó là dấu hiệu dương tính của một phi, khác với lại một phi trên siêu âm, tức là dùng đầu dò siêu âm mình đè trực tiếp lên cái túi mật và bệnh nhân đau thì dấu hiệu đau đó là dấu hiệu dương tính. Mấy em đi thi lâm sàng đúng không? Mấy em hỏi mà tôi đã dạy rồi mà mốt mà thì vấn đáp hỏi được là cho đấy nói gì mình có thể nhìn thấy sỏi, hình ảnh sỏi có đặc độ y con dày phía sau có bóng lưng kèm theo những dấu hiệu của cái thành túi mật, thì đây là một hình ảnh của viêm túi mật cấp. Đây là một hình ảnh khác mình thấy nè, mấy em thấy không, nó có một cái lớp dịch quanh túi mật nè, thấy không? Cái thành túi mật đây có dịch quanh túi mật, đây dịch quanh túi mật, đây là cắt theo trục dọc, mình thấy cái túi mật nó hình quả lê,
À, đây cắt cắt theo hình cắt theo trục ngang thì nó sẽ có hình tròn. Rồi, CT bụng. Ha, mình sẽ thấy hình ảnh CT thành túi mật dày. Ha, cái là cái phù nề màu đen, các em sẽ thấy nó phù nề nè và có một cái có thể có tăng quang của cái niêm mạc của túi mật. Ha, và trong lòng túi mật nó chứa sỏi. Và trong trường hợp này các em sẽ thấy là có hơi trên cái thành túi mật. Thì trong trường hợp mà nó nhiễm vi trùng kỹ khí thì có thể nó sẽ có sinh hơi. Đây là một cái hạt khác, một cái dấu hiệu khác của vi túi mật cấp, đó là hạt tăng quang của cái vùng gan xung quanh túi mật ở thì động mạch em. Ha, xem đây là cái thì động mạch, đây là động mạch chủ bụng, em thấy nó sáng lên thì đây là thì động mạch. Ha, đây là động mạch chủ dưới, đây là tĩnh mạch cửa, thì khi mà thì động mạch sẽ thấy nó sáng lên, còn đây là thì tĩnh mạch sẽ sáng lên. Thì cái dấu hiệu của túi mật cấp là mình quan sát ở thì động mạch sẽ thấy một cái vùng gan nằm xung quanh cái vùng túi mật nó tăng quang và nó thải thuốc sớm ở thì động mạch. Nó giống như đặc điểm của HCC. HCC là gì? Không biết rồi, biết không? Thường nghe giờ học bài ung thư nghe rồi đúng không? Giỏi quá, hiện gì? Nếu mà không có đặc điểm này, đặc điểm thì tra bài luôn. Các CT đặc điểm trên CT là sao? Bác sĩ Duy Long dạy không? Trần Công Duy Long dạy không? Hay là Lê Chính Đạt? Duy Long đúng không? Đó là ấn tượng là vậy, bắn vô bác sĩ Duy Long này. Bác sĩ Duy Long là dạy sao mà mấy em không biết? Không biết chuyện. Đó. Rồi sao nữa? Hãy đúng hiệu mà đúng rồi. Hãy thuốc có cái từ tiếng Anh mà mình dễ nhớ nhất là gì? Đó. Quên. Wash out. Nè. Rồi đó là preface CT dynamic, tức là CT động học 3 thì. Thì cái này cái đặc điểm nó cũng hơi tạo vậy đó. À, còn lý do tại sao? Giờ mà còn nói cơ chế sinh lý nữa thì nó hết giờ. Nhóm nào đi cho lại là tôi nhớ tới tim sau này. Rồi mình nhắc đến đầu cái mặt ha, hay là nói đơn giản cho dễ hiểu hơn, đó là thiazide. Thì ta dùng hydroxyethylthiazide acid ha, đây là một cái thuốc tim tĩnh mạch mà trên đó người ta có gắn cái đồng vị phóng xạ, ví dụ như là TC99. Thì khi mà mình chích vào tĩnh mạch thì thuốc nó sẽ được thải qua gan, cũng giống như chụp đường uống. Hay chụp đường uống á thì mình sẽ cho nhân uống và sau đó hấp thu qua đường ruột và thải qua gan thì nó sẽ rất là chậm, trong khi cái này tim tĩnh mạch thì nó sẽ thải qua gan nhanh hơn. Và do nó có gắn đồng vị phóng xạ cho đó, người ta sẽ dùng cái receiver để mà người ta thu cái phóng xạ, nó sử dụng cái đầu thu để thu cái biểu đồ phóng xạ. Rồi sau đó người ta sẽ đưa ra cái biểu đồ. Thì bình thường túi mật sẽ hiện hình trong vòng 30 phút sau khi tiêm thuốc, tức là 30 phút sau khi tiêm thuốc thì mật sẽ được tiết ra và túi mật nó sẽ giữ được cái dịch mật đó và mình sẽ thấy túi mật nó hiện hình lên. Thì nếu mà sau 1 giờ mà túi mật nó vẫn không hiện hình, tức là nó phản ánh là gì? Ống túi mật bị tắc nghẽn làm cho dịch mật nó không có đi vào túi mật để giữ được. Thì nếu mà có dấu hiệu này sau 1 tiếng thì có thể dẫn đó người bị túi mật cấp với độ nhạy là 80-90%. Còn nếu mà sau 4 tiếng mà hoàn toàn vẫn không thấy được nữa thì nó sẽ nâng cái độ nhạy lên trên 95%. Cho nên là đây là một cái phương tiện dẫn đó người bị túi mật cấp với độ nhạy và độ hiệu rất là cao, đồng thời mình cũng khảo sát được chức năng của túi mật. Nếu mà mình chụp mà hiện hình túi mật rồi sau đó mình khảo sát thêm vài tiếng sau, 4-6 tiếng sau dịch mật bắt đầu nó được trâu xuống cá nạn thì và túi mật nó sẽ giảm tập độ dần, thì lúc đó mình đánh giá được cái chức năng co bóp của túi mật, cũng giống như là siêu âm nãy, từ siêu âm có nhiều thời điểm đó, nhiều điểm mà sao nó bị ảnh hưởng bởi tắc mật phơi những phóng xạ vô hóa. Khi mà nhân tắc mật thì sao, mật nó đâu có bài tiết ra xuống có mật chủ được, đâu có dự trữ ở túi mật được, do đó là phương pháp này bị vô hiệu hóa. Hoặc là một bệnh nhân suy gan mạc thì lúc này cái chức năng bài tiết mật của nó bị giảm đi, thì lúc này cái phương tiện này nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, và do nó sử dụng đồng vị phóng xạ cho đó là bệnh nhân sẽ bị phơi nhiễm phóng xạ.
nó có một số nhược điểm này mà cho đó mình hạn chế sử dụng cái phương tiện này. Ra đây là cái hình chụp Kiranjan, các em sẽ thấy không dây là bắt đầu vừa chích xong thì cái game chúng ta đậm đậm chút 240 giây, tức là 4 phút thì bắt đầu game nó tiết ra nhiều hơn, dài. Các em sẽ thấy cái gì? Đây, ngày 16 phút, 32 phút thì bắt đầu túi mật hiện hình rõ nè, thấy không? Thì nãy mình biết đó là trong vòng 30 phút thì túi mật thường sẽ hiện hình bắt đầu từ đây nè, tức là khoảng 20 phút bắt đầu nó có rồi nhưng mà nó còn mờ. Ngày 24 phút nó rõ hơn chút, ngày 8 phút bắt đầu rõ, ngày 32 phút là thực sự rõ. Đây là một cái Hidden Scan của một cái trường hợp bình thường nha. Bất thường thì sao? Tới 53 phút mà vẫn không thấy cái bình thường, cái này là cái gan nha, túi mật nó sẽ nằm ở chỗ này, bình thường mình sẽ thấy cái hình ảnh túi mật nằm đây mà không thấy. Các em đừng làm cái này là túi mật, cái này không phải nha, cái này là cái tát rèn, đây là cái vật chủ nó đổ vô tát rèn, túi nó xuống dưới khung tát rèn nè nha, chỗ này túi mật nó nằm đây mình không, hoàn toàn không thấy, đây không thấy, đây cũng không thấy, không thấy, không thấy, không thấy, không thấy, hoàn toàn không thấy. Và càng về sau thì mấy em sẽ thấy ban đầu thì thuốc nó trên gan nó đậm nha, không có chỗ nó đậm, mà càng về sau trên gan nó mờ dần và bắt đầu thuốc nó đi xuống dưới tá rèn nha, do được mặt trực tiếp xuống tá rèn bắt đầu trên gan nó mờ đi. Thì trên cái sơ đồ này mình có thể đánh giá được chức năng túi mật hoàn toàn túi mật không thấy rồi nha. Hiện nay về mặt thực hành, phụ huynh chấp nhận sử dụng Tokyo Guideline 2013 trong thực hành lâm sàng. Do đó, mấy em đi thi hay ứng dụng trên lâm sàng, các em có thể sử dụng Guideline này một cách gần như thống nhất. Thì để chẩn đoán viêm túi mật cấp theo tiêu chuẩn Tokyo Guideline, chúng ta có 3 bước. Một là về lâm sàng của phản ứng viêm toàn thân, còn phản ứng viêm tại chỗ. Hai là phản ứng viêm toàn thân, ba là dấu hiệu trên hình ảnh học. Dấu hiệu tại chỗ thì gồm có hoặc là dấu hiệu một phi dương tính, hoặc là bệnh nhân có đau hạ sườn phải, hoặc là sờ thấy cái khối ở hạ sườn phải, hoặc là có dấu phản ứng ở hạ sườn phải. Dấu hiệu viêm toàn thân thì gồm có là xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao, hoặc là tăng CRV, hoặc là có sốt. Xét nghiệm bệnh ảnh học thì có thể mình sử dụng bất kỳ phương tiện nào trong những phương tiện mình kể trên, hoặc là siêu âm, hoặc là CT, hoặc là di đa đều được nha, là một trong những phương tiện đó cho chẩn đoán dương tính. Vậy thì chẩn đoán viêm túi mật cấp khi nào, nghi ngờ viêm túi mật cấp khi mà có một cái tiêu chuẩn A cộng một tiêu chuẩn B, tức là mình chưa có đề cập tiêu chuẩn C, tức là tiêu chuẩn trên lâm sàng, hay đại loại là chúng em men cho một cái chẩn đoán sơ bộ nha, là sử dụng hoặc là sốt cộng với lại dấu một phi, hoặc là tăng CRV cộng với lại tăng mạch sườn phải chẳng hạn. Vậy tức là một yếu tố A cộng một yếu tố B, còn chẩn đoán xác định khi mà có A có B có C, tức là bắt buộc phải có chẩn đoán hình ảnh trong đây thì mới được chẩn đoán xác định. Và đối với khi mà thỏa cái tiêu chuẩn Tokyo Guideline này thì độ nhạy là 91% và độ hiệu là 96.9%, thì đối với độ nhạy độ hiệu này là mình chấp nhận được. Còn đây là một cái bản khác về độ nặng của viêm túi mật cấp. Thì cái này mấy em đối với tụi em là U3 thì mấy em tham khảo cho biết, khi mấy em U6 thì mấy em học kỹ hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho mình quyết định lựa chọn phương pháp điều trị và điều trị như thế nào. Thì mấy em chưa có học điều trị cho nên là mình dịch sơ qua cho biết. Thì người ta chia 3 độ, độ 3 là nặng nhất, độ 1 là nhẹ nhất. Thì độ 3 thì gồm có là gì? Là bệnh nhân đã thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán Tokyo Guideline như hồi nãy đã nêu, và kèm theo có thỏa một trong sáu cái tiêu chuẩn này, tức là bệnh nhân có ảnh hưởng đến những cái cơ quan sinh tồn, những cái cơ quan quan trọng, ví dụ như là có rối loạn chức năng tim mạch, thần kinh, hô hấp, thận, chức năng gan hay là huyết động. Nên thì tiêu chuẩn ở đây ví dụ như là hạ huyết áp và cần thiết phải điều trị bằng dopamine trên 5 microgram trên ml lít trên phút, hoặc là bất cứ một liều nào của non epinephrine. Rối loạn thần kinh thì bệnh nhân có giảm tri giác, rối loạn hô hấp thì PO2 trên FiO2 dưới 300, rối loạn chức năng thận thì bệnh nhân có thể có tiểu niệu, hoặc là creatinine trên 2 mg/dL.
và đó là chứng nhận nghe là cái DNA của bên đây trên 1.5 hoặc là có tiểu cầu dưới 100.000 thì độ độ nặng nó có liên quan đến ảnh hưởng của cơ quan khác. Và độ hai tức là cái thứ mà cấp mức độ trung bình thì được định nghĩa đó là một tình trạng cái thứ mà cấp nặng tại chỗ, tức là tình trạng cái thứ tại chỗ nặng được định nghĩa khi bạch cầu thông máu trên 8.000 sờ thấy một cái khối ở ngay bên phải hoặc là đau trên 72 giờ hoặc là tình trạng viêm tại chỗ nhiều, ví dụ như là viêm túi mật hoại tử, áp xe phân túi mật, rồi áp xe gan, viêm túi mật mật, viêm túi mật sinh hơi, tức là những cái thể viêm túi mật nặng nề. Độ một tức là những cái trường hợp viêm túi mật cấp nhẹ mà không có thở độ 2 và độ 3. Thì mấy em thuộc cái độ này mấy em sẽ biết lựa chọn là cần phải làm gì, điều kiện nội soi như thế nào, khi nào thì chẩn đoán túi mật, khi nào thì cắt túi mật, mẫu khi nào thì đó mình sẽ bàn luận ở khi mà em học điều trị ở Y6. Điều trị thôi cái này để có bàn luận sau. Rồi xong. Về. Thắc mắc gì không? Có đợt nào mà sẽ sắp sửa đi bệnh viện Chợ Rẫy không? Sao nha, vậy là có duyên nha. Nếu mà Y6 đi Chợ Rẫy thì cần anh. Rồi, không có thắc mắc gì mấy em về nha.